Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với diễn biến cho cặp trận giữa W và FunPlus Phoenix. Cặp trận diễn ra trong khuôn khổ chung kết nhánh thắng của giải đấu LPL mùa hè 2021 giai đoạn playoff, và chiến thắng ở ván thiếu thứ hai đã gọi tên FunPlus Phoenix với một Irelia bất tử trong tay của Donby. Và W đã mắc một cái sai lầm nghiêm trọng trong phần cấm và chọn của mình khi mà họ nhắm tới con TF thay vì con Irelia và để hở ra cho Donby cho sự lựa chọn đầu tiên. Và anh ta không hề ngần ngại pick con Irelia first pick luôn và khiến cho đối phương ăn hành từ đầu đến cuối trận. W thậm chí nát còn nhanh hơn so với cả ván đấu thứ nhất nữa, và chắc chắn rằng tôi nghĩ rằng khả năng đến 99% sẽ lại phải quay lại cấm con Irelia trong tay của Dobby ở trong ván thi đấu thứ ba này mà thôi. Có quá nhiều lượt chúng ta cần phải cấm đến từ anh chàng Dobby, một người chơi đứng giữa rất đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Họ cấm đi Irelia thì họ hở Tisserfet, họ cấm Tisserfet họ hở Irelia. Và bây giờ nếu như mà không cấm những vị tướng đấy thì để đối phương sở hữu nó cũng là quá nguy hiểm. Mà cấm thì cũng lại là không có đủ khả năng để có thể cấm hết khi mà nó sẽ hở sườn các vị tướng khác ở tại các khu vực đứng khác. Và rõ ràng là MVP không có cái tên nào khác cả. 8-0-14 là KDA cuối cùng của Donby trong ván đấu vừa rồi. Một Irelia bất tử theo đúng nghĩa đen. Tôi nhìn vào cái set đồ này tôi tưởng anh ta đánh con set Dimit hay là con Redstone Dimit chứ không phải là con Irelia nữa. Một kiểu lên trang bị rất lạ nhưng cực kỳ hiệu quả dành cho MVP và thì đứng thứ hai Dobby. Không thể nào là cái tên nào khác nữa, mặc dù Thiên cũng đã có một cái trận đấu không hề tồi chút xíu nào cả với con bài Bugle của mình, nhưng để set trên cái diện tỏa sáng chung và với một vài pha đâm hơi sâu và bị nằm xuống mình thì Thiên vẫn không thể nào cạnh tranh được cái danh hiệu Man of the Rift với cả Dobby. KDA 804 tham gia 88% điểm hạ gục của những người đồng đội. Và anh ta gây được rất nhiều sát thương nha. Đây là Pot Ire, mặc dù lên chủ yếu là món trang bị chống chịu nhưng anh ta vẫn đóng góp tới 30% lượng sát thương chia sẻ của cả team. Quá khủng khiếp. Một tình huống băng trụ khu vực đường dưới và một cú đứt flash cực kỳ mãn nhãn đến từ Donby. Lấy đi tính mạng của Missing trong một pha mà họ đã thiết lập một pha băng trụ vô cùng bài bản. Một cú đứt flash rất đẹp mắt. Cùng với đó là một pha quẩy mà anh ta đã làm hết trước những tình huống tấu hài đến từ Arabic. Thì Donby vẫn rất nghiêm túc với cặp trận ngày hôm nay. Và anh ta chứng minh vì sao anh ta là người được chọn trong danh hiệu MVP của giai đoạn vòng bảng. Màn trình diễn ổn định cộng với 7 tướng rộng. Phong cách đánh cả carry lẫn cả hỗ trợ đồng đội đều rất tốt. Các bạn thấy rằng ở hai ván thi đấu khác nhau thì anh ta đánh hai mẫu chất tướng khác nhau. Tisserfet, một vị tướng pháp sư có khả năng hỗ trợ hai đường cánh. Và đến ván thi đấu thứ hai thì lại là một Irelia vừa có khả năng make play cho những đồng đội, vừa có khả năng gánh sát thương rất ổn ở đoạn giữa và cuối ván đấu như những gì anh ta đã làm. Một ngày thi đấu mà rõ ràng là W đang gặp phải một đối thủ quá mạnh. Đã có những điểm sáng đến từ bên phía của W ở cả hai ván thi đấu, nhưng nó chỉ là làm nền thêm cho sự xuất sắc đến từ Donby nói riêng và tập thể của FunPlus Phoenix nói chung. Và thực sự thì FunPlus đang ở một phong độ quá khủng khiếp. Đồng ý, giống như trong bóng đá, những tình huống siêu phẩm thì nạn nhân đương nhiên là những thủ môn bên phía bên kia rồi, thì WWE đang là nạn nhân trong một cái hành trình chinh phục đến từ các thành viên của FunPlus Phoenix. Tất nhiên vẫn còn đang quá sớm để nói khi chúng ta mới chỉ đi qua hai ván thi đấu mà thôi, và WWE cũng đã được biết đến với một cái phong cách đánh có khả năng lật kèo rồi. Chúng ta vẫn có thể trông chờ những cái sự bất ngờ đến từ WWE khi họ bị dồn vào chân tường. Có thể lúc đó sẽ là những cái tiềm năng của họ được kích phát một cách nó rõ ràng nhất, và những cái thành viên của họ vẫn đang là những thành viên tràn trề sức trẻ, và khi mà những game thủ độ tuổi trẻ này họ vẫn còn rất là nhiều những thứ để có thể cống hiến cho chúng ta, và hy vọng rằng họ sẽ cho chúng ta thấy một cái bộ mặt khác ở trong ván thi đấu thứ ba khi phải đối mặt với cả FunPlus Phoenix đang hư khí thế như thế này. Chuỗi trận thắng đến từ các thành viên bên phía team WE đang có thể bị ngắt lại. 4 trận BO5 toàn thắng gần đây đến từ WE, và họ đụng độ cùng với FunPlus Phoenix, một FunPlus Phoenix đang sẵn sàng vùi dập tất cả những đội tuyển leo tháp khác. Cái Miracle Run hiện tại của Liên Ninh thì đã bị ngắt rồi, còn WE thì đã bị thua tới 2 ván liên tục. Thực sự thì tôi nghĩ rằng mục tiêu của FunPlus mùa này có lẽ sẽ là chức vô địch quốc nội và thêm cả hướng đến chung kết thế giới với thành tích vô địch thêm một lần nữa, bởi vì Donby cũng đã chia sẻ rồi. Anh ta cần thêm bộ ngoại trang thứ hai của mình để bán. Bộ ngoại trang đầu tiên thì để cho vợ thôi. Chứ bán thì cái bộ ngoại trang Manfire đấy bán không được bao nhiêu tiền cả. Đúng, hơi xấu. Tôi đánh giá là cái con Manfire FunPlus Phoenix về cảm quan cá nhân xét theo khía cạnh thời trang đó là trông nó không được đẹp cho lắm. Cho nên là chắc là anh ta đang muốn có một cái bộ ngoại trang nào đó nhìn nó xịn sò hơn ở trong cái chung kết thế giới này. Và đó có thể sẽ là con Ire. Ire sao?
Unplugged Phoenix Ire, nếu mà Mebeta vẫn còn là đánh đấu sĩ khu vực giữa thì hoàn toàn có thể là con Ire hay là con TF. Như vậy là sẽ là có những thêm những con tướng mà có nhiều hơn một trang phục eSports nếu như Dobby lựa chọn những chiếc tướng trên. Như thôi, không bàn về skin nữa, chúng ta quay trở lại với những diễn biến ở trong phần cấm và chọn để xem Dobby sẽ thay đổi như nào. Đấy, bảo rồi 99% là phải ban con Ire này đi, nó quá kinh khủng trong tay của Dobby. Và tiếp tục là Lee Sin, là Rayton là hai lượt cấm, còn lại không có gì thay đổi cả. Họ cấm giống hệt so với ván thi đấu đầu tiên, còn Phantom Phoenix thì cầm giống hệt ván thi đấu thứ hai. Thì tiếp tục đó là ba con tướng Olaf, Zeke cùng với Chang Do. Có vẻ như hai đội tuyển này đã quá hiểu nhau rồi. Lần này không có Ire first pick thì đổi lại là chúng ta first pick. Còn xin lỗi, đó là Fanplus Phoenix nói rằng chúng tôi sẽ first pick con Virgo dành cho Chien ở khu vực đi rừng. Ngay lập tức hai lần đáp trả dành cho bên phía W là Ryze cộng với Shinra, cũng là hai mẫu chất tướng họ đã dùng không ít lần ở tại các cặp trận trước đó. Rồi Fanplus đã đứng trước cơ hội có được cả Aphelous lẫn cả Thresh nữa, không hề ngần ngại. Chien nở một nụ cười khi thấy rằng bộ đôi đường dưới của mình đã có được một bộ đôi ưng ý. Đây là một trong số những cái chốt chặn của họ. Trong những ván đấu mà họ bị mất lợi thế sớm thì Aphelous và Thresh luôn luôn là một trong số những cái nguồn sát thương về late game rất là hiệu quả mà Fanplus hướng đến được. Với sự xuất sắc đến từ cái cánh trên của mình thì họ có dư thời gian để câu kéo cho Aphelous của Arabic để có thể bắn về dạng late game. Và trong các thứ giao tranh tổng thì cái cánh trên bên phía Fanplus đã làm rất nhiều điều. Khoảng trống cho Arabic bắn luôn luôn là có. W hướng đến Varus dành cho L ở tại khu vực dưới. Dembry đang sở hữu một cặp mid rừng không quá khỏe, nhưng để nói là yếu thì cũng không phải. Khả năng kết hợp cùng với khả năng kết hợp giữa Ryze và Shinra là tương đối tốt, khi mà Ryze hoàn toàn có thể cố định mục tiêu để cho tuyển thủ mang vào, rồi sát thương của Shinra trở nên dễ dàng hơn. Bộ đôi đường dưới của họ cũng đang bắt đầu được dần dần được hình thành với sự lựa chọn Varus được khóa lại. Chứ Varus là một mẫu tướng mà tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể đi chung với rất nhiều những cái mẫu sản ấm, mẫu hỗ trợ tấn công cũng được, mà hỗ trợ phòng ngự thì cũng xong. Và không có nhiều cái sự quan tâm đến từ W cho cái khu vực hỗ trợ, họ chấp nhận để cho hỗ trợ ban ở trong cái phase thứ hai. W tiếp tục cấm DTF, họ đang muốn hạn chế tối đa khả năng carry đến từ vị trí của Dobby, cấm luôn cả Galio nữa. Hai vị tướng có thể đánh sang hai bên cánh cũng đã bị cấm đi rồi. Còn bây giờ để tìm ra một con tướng mà có thể ghép chung với cả Virgo để có thể đánh thắng được cặp Ryze cùng với đó là Shinra bên kia thì tôi nghĩ là vẫn còn. Dobby không biết là có đánh lợp lăng hay không, anh ta hoàn toàn có thể đánh xét đường giữa cũng được, cũng là một bộ đôi đánh nhau tương đối khỏe ở trong những cấp độ đầu tiên. Còn khá là nhiều những vị tướng dành cho Dobby, và để xem quyết định của anh ta sẽ là gì. Họ cấm đi hai hỗ trợ là Blitzcrank và Leona. Họ đã cảm thấy sự khó chịu đến từ Blitzcrank ở game đấu đầu tiên và cũng có một lượt cấm nhắm vào nó. Hoặc đơn giản là họ không muốn bỏ những lượt cấm của mình nên là cấm đại một con Blitzcrank để phần nào đó cũng là hạn chế bể tướng đối phương. Chứ bỏ cấm tầm này thì nghe nó có vẻ hơi chủ quan quá. Rồi để xem Dobby sẽ lấy gì. Họ lấy Rell để làm một vị tướng mở giao tranh ở khu vực đường dưới trong tay của Mystic. Jay đã có dành cho Nuri ở khu vực đường trên. Đây là ván đấu mà Dobby bắt buộc phải nhả ra con Jay, bởi vì họ phải tập trung cấm vào vị trí Dobby, người đem lại hai cái MVP ở trong ván thi đấu trước. Victor là con tướng còn sót lại trong cái mẫu tướng, trong cái dãy tướng mà Dobby chơi nhiều nhất tại mùa giải này. Anh ta chơi nhiều nhất ở trong mùa giải này đó là Victor, Rumble, sau đó là đến TF, nhưng đang tiếp tục nhá vào Orianna để có thể gia tăng thêm một chút xíu khả năng giao tranh tổng, cộng với đó là duy trì được cái áp lực đẩy đường với cả vị trí Bright. Và đó là Leona được khóa lại dành cho Dobby, một đội hình không có quá nhiều khả năng chống chịu. Cầu máu, một chút xíu cầu máu đến từ khu vực đường trên của Nuguri. Khả năng đánh giao tranh tổng là không thực sự mạnh đến từ các thành viên của Fanplus Phoenix. Đây là một đội hình đánh có bắt lùi nhiều hơn đến từ bên phía của họ. Trong khi đó W với U công được khóa lại ở khu vực trên thì họ đang có hai mũi nhọn lao vào tương đối mạnh. Đấy là ba mũi nhọn thì đúng hơn. Đấy là Rell, U công cùng với đó là Shinra. Đây sẽ là một đội hình đánh nhau từ trước đến sau theo kiểu cơ bản, tạo khoảng trống cho những cái thành viên ở phía sau có thể gây sát thương như là Shine hay là Elf. Ngộ không, một lựa chọn tôi nghĩ rằng rất là tự tin đến từ Breeze khi mà anh ta sẽ có được kèo đấu phần đó có chất tướng counter ở khu vực đứng trên, khi đấu cùng với Zay của anh chàng Nuguri. Kèo đấu này thì dạo ban đầu Ngộ không vẫn sẽ gặp một chút những sự khó khăn, nếu mà Nuguri đánh đúng con Zay này thì ít nhất ở trước cấp độ 6 anh ta vẫn sẽ có được khả năng đẩy đường rất là tốt. Nhưng nó sẽ yêu cầu một điều là bộ đôi rừng mid bên phía của Fanplus sẽ cần phải hỗ trợ khá nhiều dành cho Nuguri tại khu vực đứng trên để anh ta có thể duy trì cái thế đẩy đường cũng như là đè nén con Ngộ không trước khi nó bật ngược trở lại ở thời điểm cấp độ 6. Và đội hình bên phía của Fanplus Phoenix thì về cuối game họ vẫn có những cái
công cụ để giao tranh với Aphelios, với Orianna, những mỗi chân tướng có khả năng kiểm soát giao tranh rất là tốt, thì họ vẫn có những cơ sở để đánh về dạng late game nếu như giai đoạn early họ không có được nhiều những lợi thế và kết thúc ván đấu sớm. Còn đối với phía W thì để xem họ sẽ giải quyết cái dạng đi đường như thế nào. Họ đã sở hữu những chân tướng có khả năng đi đường cũng tương đối ổn, với Rai kiểm soát khu đường giữa, đường dưới là một Varus với khả năng đi đường có phần là nhỉnh hơn so với Aphelios. Và hai ván thi đấu vừa rồi thì đều là những cái sự khó khăn dành cho W ở dạng đi đường. Họ có những ván đấu đã có đôi chút sự nhỉnh hơn, nhưng nhiều đó lại là không đủ. Và thực sự mà nói thì họ sẽ cần có những ván đấu cần phải thắng đường triệt để, bởi vì bước vào những thua giao tranh tổng họ sẽ thua thiệt rất nhiều so với bên phía của FunPlus. Tôi không muốn nói nhiều về chất tướng, có thể chất tướng họ giao tranh cũng không hề yếu, nhưng mà xét về cái khả năng giao tranh tổng đến từ tập thể FunPlus, họ là đội có khả năng giao tranh tổng mạnh mẽ nhất tại giải đấu MPL này rồi. Đồng ý, và tôi nhận định rằng ở trong cái phần cấm và chọn thì W cũng đã làm tất cả mọi thứ mà họ có thể để có thể hạn chế bớt đi khả năng tạo đột biến và carry đến từ Dobby, tức là ép cho anh ta phải đánh Orianna rồi, một con tướng mà giai đoạn đi đường anh ta sẽ giai đoạn ban đầu anh ta chỉ có thể bám farm và sau đó đẩy đường mà thôi. Tất cả những gì mà Dobby có thể tạo ra được điểm nhấn với Orianna đó là thực cố gắng thực hiện tình huống xoáy đẹp. Họ đã cấm đi ba con tướng Irina, Galio và TF, những vị tướng mà Dobby có thể gây tác động được rất lớn đến ván đấu. Và bây giờ họ đang có một tình huống tấn công vào trong rừng. Fritz đã có một pha ngăn được cái pha hắc kim thuật đến từ Missing và với một tình huống lưỡi xoáy tương đối ổn, nhưng sát thương mà anh ta nhận vào người cũng là tương đối lớn và mất đi nửa cây máu. Chris vẫn tạm thời chưa có động thái bấm bê trở về nhà, mà thay vào đó anh ta sẽ quyết định ở lại với những bình máu của mình. Anh ta có cầm cho mình và bánh quy nữa, cho nên khả năng hồi phục là không có gì cần phải quá ngại đến từ con bé Thresh này, cộng thêm với tình huống đánh hồi máu đến từ cái giáp thép mà anh ta đang cầm trên người nữa. Có lẽ thời gian cũng sẽ không cho phép anh ta bấm B về, vì đó sẽ là một cái khoảng thời gian mà anh ta có thể sẽ ra đường trễ. Vòng rừng đến từ cả hai cái rừng đều ăn từ dưới lên cả cấp độ 1. Zeiss của Nuguri quyết định nâng lưu và sát thương trả lại là rất nhiều. Nuguri đã nâng cho mình đó tích tụ và sát thương là không hề nhỏ. Và nếu như bạn nâng cầu sấm thì có thể bạn bắn hụt, nhưng nâng lưu thì sẽ không hụt được. Rich đã chủ động nâng cân đầu vân ở cấp độ 1, nhưng khả năng trả sát thương lại đến từ Zeiss. Và thậm chí khả năng hồi phục đến từ kiếm dài ba bình máu cũng sẽ là có đến từ Nuguri để anh ta tiếp tục thể hiện cái khả năng đè đường khu đường trên. Một pha xử lý khá kinh nghiệm. Tôi hiểu ý đồ của Bridge khi anh ta lao vào và tấn công vị trí Nuguri ở cấp độ 1. Anh ta biết rằng nếu như để cho đối phương áp đặt cái thế trận của mình ở trong cái giai đoạn đi đường thì sẽ rất khó lòng để cho U Công có thể thắng lại được dây. Và anh ta cố gắng tận dụng cái lượng sát thương của một vị tướng cận chiến khi mà với một chất tướng cận chiến thì người ta áp sát vào người đối phương, người ta sẽ gây được nhiều sát thương hơn. Nhưng đó là pha thi đấu mà Nuguri rất kinh nghiệm, người ta nâng vào cho mình, nó tích tụ vào lượng sát thương chẳng có lại là cực kỳ ghê gớm. Bây giờ lên cấp độ 2 trước từ Nuguri, cầu màu rất đau vào mặt của Brit, kèo này khó thở rồi. Vòng rừng lại là vòng rừng hướng lên trên đến từ Tian. Tian sẵn sàng có mặt ở sau lưng của Nuguri để cover, thậm chí là U cổng Brit không có khoảng trống để biến về, sẽ là một khoảng gian mất đi rất lớn đến từ vị trí của Brit. Và khi bấm cái dịch chuyển để quay người trở lại, anh ta hoàn toàn có thể bị dính một tiếng cam đến từ vị trí của Tiên. Bây sang di chuyển vào bố đỏ, bất chấp việc biết rằng đối phương ở đây, và chắc chắn là Nuguri sẽ là người di chuyển ra trước. Người di chuyển vào để hỗ trợ đó là xanh, ta đang bị giữ chân lại bởi chi Robby. Bây sang bị ép ra khỏi cái khu vực bố đỏ của mình, và đó lại là những tiếng cướp bóc. Nuguri sẵn sàng đầu tư thời gian chống của anh ta để có thể hỗ trợ cho Tiên, chắc chắn là cướp đi được cái bãi chim của biến dị, cộng với đó là bố đỏ đối phương. Wow, Nuguri đang làm cái gì thế này? Anh ta đang thắng được khu đường trên, anh ta hỗ trợ cho rừng trong việc cướp rừng, anh ta còn hỗ trợ cả đường giữa của mình nữa khi thấy Donby đang gặp một chút khó khăn. Khoảng thời gian chống được bay sang tận dụng để anh ta ping xuống khu đường dưới để gank, nhưng mà anh ta chưa gank được đường dưới thì đối phương đã rút lui mất rồi. Bay sang đang di chuyển rất vô định trong tình huống này. Anh ta đã bị cướp rất nhiều trong khu vực rừng bùa đỏ. Tian đã có được bùa đỏ, và đây là tình huống mà kéo thêm cả Bridge di chuyển vào nữa. Dịch chuyển được dùng đến từ Nuguri để có thể đánh nhau 2v2, làm trắng người trở lại đến từ Tian. Nuguri đáp xuống với một cái nước mắt nữ thần. Lượng sát thương bổ sung thêm không phải là quá nhiều, mọi người gặp nguy hiểm đang là Tian. Donby cần phải dịch chuyển ngay lập tức, lượng sát thương là rất lớn, đó là mạng hàng chiến công đầu dành cho Tian. Anh ta không nhận được xác rồi và anh ta lên bảng điểm số. Donby đang bấm B về để tìm một tình huống dịch chuyển để cover cho Nuguri. Dịch chuyển đã được dùng ngay lập tức đến từ vị trí của Donby. 2v2 diễn ra, có tầm nhìn. Donby đáp xuống với Orianna cấp độ 4. Họ đang cần phải cố gắng rút lui cú lôi phạt cover. Một cú chỉ thiên trúng cả bóng lẫn người. Cầu sấm có khẩu gia tốc, tốc biến né cầu sấm, và đó là mạng hàng gục dành cho đường giữa của Team W. Donby có thể là mục tiêu tiếp theo. Đường dưới cũng có đánh nhau 2v2 với cú án từ đưa ra đến từ Chris. Nhanh ta mất máu quá nhiều, tốc biến theo, sát thương quá nhiều đến từ L, và đó là mạng hàng gục dành cho các thành viên Team W rồi. Và tốc biến qua tìm kiếm mạng gục gỡ gạc đến từ Arabic, sát thương là đủ. Nhưng sau đó thì anh ta solo như thế nào với Missing đây? Missing có khả năng chống chịu, sát thương của anh ta cũng chỉ ở mức độ tương đối mà thôi. Eric Kling solo cùng với Missing, và đó là một tiếng giữ chân đối phương lại với pháo trong trường. Double kill dành cho Eric.
Tôi tưởng rằng Missing đã có cơ hội để có thể thắng được trong tình huống solo kill khi mà cái W của anh ta hồi lại, nhưng có vẻ như cái hồi chiêu của hắc kiếm thuật là chưa kịp đến từ vị trí của Missing. Noguri có thể bị tấn công ở vùng đường giữa. Một liên tục những tình huống tấn công ở trong giai đoạn ban đầu, trận đấu bỗng nhiên được tăng tốc nhanh hơn rất nhiều so với cái nhịp độ ở hai ván đấu trước. 6 mạ gục đã được diễn ra chỉ sau 4 phút thi đấu mà thôi. Chúng ta được cùng được nhìn lại cái pha thi đấu của đường dưới mở đầu bằng một cú án tử thành công. Ngay lập tức dồn kiệt sức vào người của Elm, nhưng sát thương đến từ Barret vẫn là quá ấn tượng ở trong giai đoạn đầu này. Nhưng khi đã dồn hết mọi tài nguyên chỉ để hạ gục hỗ trợ đối phương mà thôi, thì Elm dưới có một khoảng trống quá thoải mái để có thể bắn vào vị trí của Elm, và sau đó anh ta tiếp tục có được cái mạ hạ gục. Double kill dành cho Eldolic, lại một khởi đầu tốt nữa dành cho khu tình dưới của Falcon Phoenix. Băng trụ lên được trên tàu di chuyển đến từ Chris, và Brick không còn phép bổ trợ nữa, anh ta sẽ bị dứt điểm ở trong trụ, và đó là hạ gục dành cho vị trí của Tiền. Cú án tử đến từ Chris nó vẫn trúng vào người của Brick trong pha vừa rồi, và Brick mặc dù đã rất nỗ lực xử lý bằng một tiếng nhả chim mồi ra, nhưng sau đó thì anh ta vẫn phải lên bảng điểm số. Rất may đó là một tiếng mà anh ta gỡ được một mạ gục, một cú kéo án tử hack não rất tốt. Còn Nuguri vẫn đang rất chăm chỉ trong việc di chuyển để hỗ trợ đồng đội. Anh ta bị phát hiện bởi Baysang, Baysang không có định vào. Anh ta thấy một con dây đang đứng ở trong cái bụi cỏ đó, sẵn sàng cho tiếng counter gank, và quyết định đến từ cả hai là rút lui. Vừa rồi là một tiếng đổi đường nhẹ giữa Donby cũng như Nuguri trong một vài những cái biến cố diễn ra tại khu vực trên, và đang có được một trận đấu là 4-4. Tình huống kéo xuống cùng cánh dưới đến từ Shank, và anh ta đã có cấp độ 6, đúng là như vậy. Missing cấp độ 4, Baysang bắt đầu di chuyển vào. Anh ta bắt đầu dùng 2Q vào con mắt và dùng V3 để tấn công đối phương. Quán từ trượt đến từ Chris, người kẹt lại là Erdogan. Một tiếng xuống ngựa đến từ Missing để giữ chân Tian lại cho những đồng đội của mình băng trụ ở phía sau. Họ đã có được ma gục của Erdogan, nhưng ngày thức họ cũng phải trả mạng khi Missing đâm vào, và anh ta không thể nào rút ra kịp ma gục dành cho Tian. Vừa rồi là mũi tên xuyên phá đến từ El nhắm vào Chris, nhưng sát thương là không đủ, và Missing đổi mạng với Erdogan. Và đó là một tình huống trao đổi không hề lời như xin nào cả. Khi đó là lấy một, chỉ giết được một nhưng phải nằm lại hai lên thành quyền WE, khi mà Chien cũng đã có một pha lý chuyển xuống để cao đường cho bộ đôi đường dưới của mình rất kịp thời. Đầu tiên là một tình huống 4-2, nhưng Edolic đã hoàn thành rất tốt trong nhiệm vụ đó là ngăn cản cái đợt lính tràn vào trong trụ để khiến cho cái tình huống la vào của Baysang, anh ta không có bất kỳ ai chống chịu thay cho mình cả, và anh ta bị trụ bắn rất đau. Và sau đó là Chien cũng có mặt kịp thời để vét được cái mạng của Missing. Đó là một tình huống băng trụ chỉ với 3 con lính đánh xa mà thôi, và thậm chí là cái tình huống mà Baysang la vào lính còn chưa vào được đến trụ nữa. Và điều đó khiến cho cái pha băng trụ của WE trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và họ đã phải mất đi nhiều người hơn trong cái tình huống tấn công vừa rồi. Tôi nghĩ rằng họ đã hơi vội, họ đã thực sự rất nóng vội ở trong cái game đấu này. Tình huống tấn công, cảm giác của tôi là họ chưa giữ được cái sự tỉnh táo nhất định. Có một điểm sáng dành cho các thành viên team WE là ít nhất là mã của họ dồn khá nhiều vào tay của anh chàng Shank, điều đó có thể sẽ giúp anh ta kiểm soát đường giữa tốt hơn. Và đây là tình huống lại đánh nhau, đây là khu vực rừng của các thành viên team WE. Một pha nữa hay xoáy arc lại quá tốt đến từ Chris, lệnh sóng âm đưa ra đến từ Donby. Hơi tiếc mã gục đó không nhường lại dành cho các chủ lực của Phạm Tuấn, đã rơi vào tay của hỗ trợ của họ, nhưng vẫn là một tiếng khai thác mã gục quá tốt. Và bây giờ sẽ là tình huống đáp trả đến từ Shank, nhưng lượng sát thương hiện tại của Ryan chưa phải là quá nhiều. Anh ta hướng đến một nước mắt cộng với một cái giày sớm, vì vậy lượng sát thương dồn trong một combo đến từ một Ryan không phải là quá lớn. Hỗ trợ lên bảng điểm số, xạ thủ sẽ là người gặp nạn. El đang không thể nào có được cái lớp diễn ở khu đường dưới này, anh ta mất tới 2 lớp chắp trụ rưỡi. Nó sẽ là 3 lớp chắp trụ dành cho Phan Kroenig tại khu đường dưới này sau chỉ 8 phút đi đường. Và đó là một thiệt thòi quá lớn dành cho xạ thủ của team WE. Một thế trận ban đầu răng co không ngừng, và cuối cùng Phan Kroenig vẫn là những người có lợi thế nhiều hơn. Pha di chuyển của Missing tôi đánh giá là quá ẩu, anh ta di chuyển vào trong xuyên qua cái phần rừng của nhà mình mà không còn phép bổ trợ nữa. Và anh ta không biết được đối phương đang đứng rình của anh ta hay sao ấy. Anh ta đáng lẽ ra nên chọn một con đường an toàn hơn, đó là di chuyển vòng ra sau phía trụ 2 để có thể quay trở lại khu đường dưới, thì đó sẽ là một cái tình huống mà bị mất thời gian đến các thành viên FunPlus khi họ đứng rình mà không đem lại hiệu quả gì cả. Thì xạ thủ của họ là El ít nhất là cũng sẽ có khoảng trống để farm, nhưng với việc Missing phải nằm xuống thì đó vừa là lượng tiền dành cho các thành viên FunPlus Phoenix, vừa là cái lượng tiền bị deny đến từ việc đó là LK bị ép ra khỏi đợt lính. Bây giờ thì lượng tiền chênh lệch sau khi giai đoạn đi đường kết thúc trải qua được 10 phút thì đó là con số gần 2.000 chênh lệch đến từ các thành viên FunPlus Phoenix. Trong một bối cảnh đã có được hai ván thắng dẫn trước thì FunPlus Phoenix đang đánh một ván thi đấu thứ ba rất mở với đối phương, và họ có luôn đứng trên của mình là một vị tướng rất nặng về carry, đó chính là Zayce. Noguri những ván thi đấu trước thì anh ta đánh những chất tướng mà thi tướng hỗ trợ đồng đội trong việc giao tranh với Kennen,
Nhưng ở ván thi đấu này hay là Na nữa, ván thi đấu này thì anh ta được đánh một con tướng có khả năng carry với lượng sát thương đầu ra nhìn hơn rất nhiều, đó chính là con Jayce này. Và nó cho thấy rằng họ sẵn sàng đánh đôi công với đối phương trong khoảng thời gian ban đầu. Việc cả hai bên trao đổi mạ gục lẫn nhau trong khoảng thời gian vừa qua dẫn đến bối cảnh là chỉ 10 phút thi đấu chúng ta đã có được tới 12 mạ gục. Một tốc độ game đấu rất nhanh và có thêm chênh lệch tiền dành cho bên phía của Phantom ở đó khoảng chừng 2.000 tiền nữa. Thiên là người cực kỳ xanh xao với 3 mạ hạ gục mà anh ta có được. Eris cũng là người được hưởng lợi từ những pha đánh nhau như vừa rồi và anh ta cũng đã có tới 3 mạ hạ gục giống như Thiên. Còn đây là một tướng va chạm có vẻ như Thiên đang hơi đơn độc. Phía sau anh ta có Chris cộng với Eris nhưng họ đang bận đánh nhau 2v2. Thiên 1v2 và anh ta không chịu nổi lượng sát thương đến từ đối phương, anh ta nằm xuống mạ hạ gục thứ 4 dành cho đường giữa của Team Lottery. Họ dùng vòng xoáy không gian để rút lui nhưng người kẹt lại là El, và El nằm xuống rồi dịch chuyển đến từ Nugri dùng. Dịch chuyển đến từ Chris cũng đã được dùng. Nugri quyết định rút lui khi thấy rằng Chris vẫn còn đó một cú chiếu cuối lần 2 và đó là một thứ họ rút lui được. 2 đổi 1 có phần lời hơn cho bên phía của Lottery. Đó là tình huống mà Thiên cũng đã đâm vào một pha lo tranh tôi đánh giá là không có cần thiết. Rõ ràng là khu đường giữa xoanh với 3 mạ gục ở giai đoạn ban đầu anh ta hoàn toàn chiếm thế chủ động và sẽ là người di chuyển ra sông trước so với Dobby. Dobby cũng không có nhiều cái lượng sát thương lắm với một con Orianna mới chỉ xong giày pháp sư cộng với đó là một cái nước mắt nữ thần mà thôi. Và trong một tình huống 1v2 và đường dưới anh ta không thể nào ra kịp để hỗ trợ bởi vì đã có một tình huống ngăn cản tương đối tốt đến từ El cùng với đó là Missing, mặc dù cái giá phải trả đó là tính mạng của El. Nhưng những gì mà họ thu lại được đó là hai điểm gục cộng với đó là con rồng và tiếp tục là nguồn tài nguyên được dồn vào trong túi của Shine. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại một tình huống mà Tian đang phải 1v2 khi mà Dobby không thể đá trước được với Shine. Con Rai của anh ta đã rất xanh rồi và anh ta đã đẩy rất là tốt khu đường giữa. Tình huống dịch chuyển xuống cùng đường dưới đến từ cả hai người chơi đường trên. Thì tình huống dịch chuyển xuống thì Nugri có được một mạ gục, nhưng bên phía bên kia thì Breeze cũng đã một tình huống dùng chiều cuối rất là hiệu quả để bắt chết được Bodo Eric cũng như là Chris nữa. Chris thì may mắn rút lui được, còn Eric thì không may mắn như vậy. Thiên trước đó thì đã bị shut down. Và ván đấu bỗng nhiên trở lại với các thành viên phía Dobby khi thay lời về tiền vẫn đang còn, nhưng mà nó bị kéo ngắn đi một chút. Và khi mà những vị tướng như là Rai hay là Ngộ Không có mạ gục thì đây đều là những vị tướng có khả năng tạo đột biến rất cao. Con Ngộ Không của Breeze đang có cây đây là 2-1-2. Đây là một cây đây tôi nghĩ rằng đủ để giúp cho Breeze có được cái khả năng 1v1 tốt cùng với Nugri. Và Nugri cũng đã tự cảm nhận được sức ép này. Bên phía bên này đó là thiếu tốc biến đánh hạt tốc nổ theo đến từ vị trí của Tian, nhưng sát thương liệu rằng có đủ hay không đây? Đó là không đủ rồi. Anh ta lãng phí một phép bổ trợ tốc biến và cả chiêu cuối của mình để đổi lấy cái chiêu cuối đến từ Baysha. Một pha tấn công tương đối là thiếu cơ sở đến từ Tian. Anh ta muốn đánh nhau và dừng của đối phương nhưng cuối cùng thì không hạ gục được, và mùa đỏ thì cũng không cướp được luôn đến từ Tian mà mất đi cả chiêu cuối cả tốc biến. Thì Tian sẽ phải tiếp tục quay trở lại phần rừng của mình để có thể farm và khả năng tấn công của anh ta sẽ bị giảm đi đáng kể. Brit đang có một tình huống đứng rình ở trong bụi, anh ta lao ra chiêu cuối đã có trên người Brit nhưng Missing chưa vào được đủ tầm để có thể tiếp ứng. Và đó là pha thả sứ giả ra khu đường giữa đến từ Baysang. Họ đang muốn dồn người ra đây để có thể bảo kê cho con sứ giả này, ít nhất là có thể lấy được về những cái trụ, bởi vì cái thời gian tồn tại lớp lớp giáp trụ cũng không còn nhiều nữa. Thế con sứ giả hút được một cái đem về chỉ là một lớp giáp trụ mà thôi dành cho các thành viên này của Dobby. Tiếp tục chuẩn bị có đánh nhau, cú án tử trượt của Chris, lệnh sóng âm còn nhưng mà có vẻ như đang là một tiếng Eric gặp nguy hiểm thì phải vòng xoáy không gian. Eric quá đơn độc và anh ta sẽ phải đóng xứng giữ trụ mà thôi. 8 đều. Một pha tổ chức tấn công nhanh đến từ bên phía của W và họ thành công trong việc hạ gục một Aphelios không có phép bổ trợ ngay thềm trụ 1 của các thành viên Phantom Lightning. Khi Eric nhận ra điều gì chuẩn bị đến với mình thì anh ta thì đã quá trễ rồi, anh ta không kịp lùi về. Chiêu cuối của Shine đưa 3 thành viên của W bay một cách cực kỳ xa, và kể cả trong thềm trụ chăng nữa thì với khả năng chống chịu đến từ Rell là quá đủ. Nugri dấn lên hơi cao, Brit có chiêu cuối nhưng đang có phép tới để hỗ trợ. Brit nhận ra một cái điều gì đó và anh ta ngay lập tức quay người trở lại trụ của mình và không có ý định tấn công vào người Nugri nữa. Vì dưới những tình huống bắn từ ngoài trụ tương đối đau, sử dụng chim mồi né được cầu sống nhưng mất chim mồi rồi, thì Thiên đang tới để cố gắng vét được cái mạng này của Brit, tung ra chiêu cuối nhằm giữ chân đối phương, lao theo với tuyệt mệnh và sát thương là tương đối nhiều. Án tử công chúng vẫn là làm cho thành công và Thiên có điểm gục thứ 3, thứ 4 của mình trong trận bán đấu này. Và đó thậm chí là một mạng shutdown nữa khi một Ngộ Không của Breeze trước đó anh ta đã có rất nhiều cái lượng mạng hạ gục cộng thêm, và đó là một tình huống khai thác mạng hạ gục tốt. Phantom Phoenix có được một mạng hạ gục của đường trên, họ có trụ một toàn bản đồ. Trước đó là một pha triệu hồi sứ giả đến từ W nhưng họ triệu hồi tại khu vực đứng giữa, và điều đó khiến cho họ không có đủ tốc độ phá trụ ngang bằng so với bên phía Phantom Phoenix để lấy lượng tiền đến từ trụ một toàn bản đồ. Những
cũng là những tình huống mà bên phía của Dublin cũng đã di chuyển khá nhanh để có thể đáp trả lại phần nào đó những cái pha di chuyển đến từ đối phương. Lợi thế vẫn còn dành cho Fnatic, nhưng rõ ràng là những tình huống di chuyển như trước đó của Dublin trong việc khai thác những mảng cũng đang giúp cho họ trở lại. Cách biệt về tiền chỉ là con số tầm 1.000 tiền. Cánh trên bên phía của Dublin vẫn là một cánh trên rất đáng chú ý ở tại LPL. Shanh đang có một ván đấu rất xanh xao với 5 mã hạ gục mà anh ta có, và đây sẽ là một con Rai có rất nhiều lượng thất thủ sớm. Và với lượng tiền chênh lệch chỉ là con số hơn 1.000 thì đội hình giao tranh tổng của Dublin có thể sẽ là một đội hình mà có khả năng xóa nhòa được cái lượng tiền chênh lệch chỉ 1k như thế này. Với những chất tướng như là U Công hay là Sinh Giao có thể làm được rất nhiều thứ ở trong giao tranh, thì khi tiến vào đánh nhau 5 năm, các thành viên của Dublin vẫn có cơ sở để thắng lại được so với các thành viên của Phantom Phoenix. Còn đối với Phantom Phoenix, họ cần phải set up được những tình huống có tầm nhìn để cho Nuguri thực hiện được những pha cầu máu. Đó là chiêu cuối ở dạng súng hoàng ngục, ở dạng súng trọng trường, ép cho EL phải mất đi cú tốc biến sớm để tránh việc bị làm chói, tránh việc bị chói chân ở trong tầm tấn công của đối phương. Đội hình của W đang bị chia cắt. Vixing đang có một góc tạt cánh, nhưng các thành viên của W đang đứng tương đối là sát với nhau để có thể bảo kê. Nhưng cứ đứng sát này đó có thể sẽ là góc để cho con U Công cùng với đó là con Rael có thể làm vào đẹp. Bayside đang di chuyển lỗi thì phải, anh ta còn chưa cuối bán về thương nhưng anh ta bị dính yêu không chế và anh ta không tỉnh nổi. Một góc di chuyển lỗi đến từ người dừng bên phía team W. Và lại là một mạng nữa dành cho các thành viên bên phía của FunPlus Phoenix. Họ đang tiếp tục tìm kiếm thêm mạng gục nhưng W đã rút lui kịp. Họ có được một ván đấu mà tranh chấp những mạng gục rất tốt với đối phương. Họ có được hai con sứ giả, họ có được một con rồng đầu. Nhưng những sai lầm như vừa rồi là điều không nên. Vừa rồi thì Rise của Shang đã phải dùng chiêu cuối để đón được lính phù đứng dưới. Và đây là con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu đang mở ra cho bên phía của FunPlusNic, đó là một con rồng gió. Và khu vực đứng trên thì Chris lại tiếp tục di chuyển. Anh ta di chuyển và tấn công vào Chris rất nhiều trong ván thi đấu này, và anh ta đang làm điều đó thêm một lần nữa. Anh ta kiệt sức khiến cho lượng sát thương đến từ ngộ không của Chris cực kỳ ít ỏi, dịch chuyển lên đến từ Ruguri cũng như là cả Shanh nữa. Sát thương quá nhiều, quán từ hay đến từ Chris. Ngay sau tình huống dịch chuyển xuống thì Shanh ăn ngay quán từ. Bây giờ anh ta còn tốc biến như xử lý như thế nào đây? Anh ta xuống mà shutdown dành cho Donby. Sự trở lại của FunPlusNic với một tình huống di chuyển rất thông minh đến từ Chris nơi cùng cánh trên, và đó là hàng loạt những hạ gục dành cho họ. Chris đã có rất nhiều tình huống di chuyển với con bài Thresh ở trong cái ván đấu này, và mỗi lần anh ta di chuyển lên khu vực đường trên thì đó là một điểm hạ gục có dành cho các thành viên Phantom Phoenix, và nạn nhân hai lần liên tục đó là vị trí của Chris. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Đội hình của Phantom Phoenix biết rằng đối phương có rất nhiều những cái sự đe dọa đến từ chiều cuối U Công cũng như là Rare, họ không dám tiến vào trong hang sứ giả khe nứt. Nhưng cái hướng di chuyển này của Bayside, có lẽ là người ta nghĩ mình sẽ cần phải có một khu đường giữa để phòng ngự với những người đồng đội của mình để có thể bảo vệ được cái trụ một. Đó ngay lập tức rơi vào trong cái tầm kéo của Chris, và sau đó lại là pha di chuyển thông minh nữa, và khiến cho cái tình huống này với cộng thêm với di chuyển của Nuguri là 3-2 dành cho các thành viên Phantom Phoenix. Và khu án tử này phải gọi là quá mắc bình đến từ vị trí của Chris, nó gần như là bỏ qua được con lính và trúng vào được vị trí của Shanh. Tiếp tục là đánh nhau, đánh nhau. Dưới bên sang lao thẳng vào vị trí của Chris, Ruguri bắn cầu sớm trượt, Chris sẽ bị hất tung lên trong ván này, anh ta bị làm choáng, bị dồn sát thương, bị dồn hiệu ứng khống chế, và đó sẽ là một hạ gục dành cho Chris. Ruguri cũng bị kẹt lại, ta giữ lại cái tốc biến không dùng bởi vì biết chắc chắn là mình sẽ phải lợi bản số bất chấp có dùng tốc biến đi chăng nữa, và tạo ra khoảng trống để cho Eldelic có thể đẩy khu vực giữa. Hai hạ gục dành cho W trong tình huống tấn công xuống khu vực dưới. Họ gọi luôn con sứ giả để có thể tấn công vào chỗ hai khu vực dưới đối phương. El đang di chuyển trở lại khu vực đứng giữa với chiêu cuối để anh ta cố gắng phòng ngự, và thậm chí anh ta lấy luôn thanh tẩy của Edabix. Mixing di chuyển ra gây một sức ép lớn, ép lùi Bodotian và Edabix khỏi trụ một của WE. Và trụ hai khu vực đứng dưới với khoảng trống được tạo ra trong một tình huống hạ gục thành công từ cả Chris lẫn Nuguri thì Shanh có lẽ sẽ có được nó mà thôi. Khu vực cánh trên thì Donby đang tích cực đẩy, nhưng tốc độ phá trụ của anh ta không phải là quá nhanh, cần thêm sự hỗ trợ của Tian để gỡ lại lượng công trình. Sứ giả có thể hút thêm một cú vào trụ ba bên phía của FunPlus Phoenix vì Nuguri ra không kịp. Và đó là một tình huống gỡ gạc tốt, những tình huống ăn miếng trả miếng từ cả hai bên đang diễn ra liên tục trong những phút đấu vừa qua. Và khi mà FunPlus có được những hạ gục tại cánh trên thì ngay lập tức W đáp trả một tình huống tấn công ngược trở lại khu cánh dưới, và họ cũng đang có lại một lượng điểm hạ gục tương đối lớn. Họ chỉ thua hai hạ gục mà thôi, và tiền cách biệt thì đâu đó nó cũng khoảng chừng con số khoảng chừng 2.000 tiền ở thời điểm phút thứ 20 này. Một ván đấu có được cái khả năng giật đuổi hạ gục cực kỳ ấn tượng đến từ cả hai bên. Vẫn là những nỗ lực dành cho W, họ hoàn toàn có cơ sở để thắng những tình huống giao tranh khi mà một con Rai của họ đang có rất nhiều đồ, đã là gần xong 3 món trang bị rồi.
sẽ là một cái gậy quá khổ để hướng tới xong cái quyền triệu đại thiên sứ dành cho Shang khi mà cái nước mắt của anh ta cũng đã tích đủ. Varus của em cũng đã có một lượng đồ khá khá, mặc dù chưa hoàn thành xong được cái món trang bị thần thoại của mình, nhưng đây vẫn là món Varus có sát thương bởi vì không có nhiều chống chịu đến từ các thành viên của Phantom Phoenix để có thể kháng lại khả năng poke từ tầm xa đến từ L. Rồi là Edolic, anh ta mặc dù đã có hoàn thành xong hai món trang bị lớn nhưng chưa có đồng hồ hay là những cái món trang bị phòng ngự cần thiết, và chỉ cần câu được tốc biến của Edolic ở trước thềm giao tranh mà thôi thì U Công cùng với đó là Shinra hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được con Aphelios này ở trong giao tranh. Đó là một lựa chọn mà bên phía của W đã chuẩn bị sẵn để có thể khắc chế đi cái carry kém cơ động đến từ Phantom Phoenix, và rõ ràng là họ có những cơ sở để làm điều đó. Ngộ Không càng có nhiều trang bị thì khả năng càn lướt đến thì vị tướng này càng trở nên khó chịu, và những vị tướng kém cơ động như là Zay, như là Orianna hay Aphelios sẽ rất ngại những tình huống bị con Ngộ Không này áp sát. Lượng sát thương lớn, khả năng chống chịu cộng với đó là sát thương tiến sau đến từ một con Rai vẫn đang cầm đó là hai món trang bị rưỡi. Sau 20 phút thi đấu thực sự vẫn sẽ là một cơ sở tốt để bên phía W tiếp tục níu giữ lấy hy vọng của mình ở trong ván thi đấu này cũng như trong cặp trận đấu năm này, và chỉ cần họ thi đấu một cách tỉnh táo, tránh phạm phải những sai lầm giữa game để bên phía của Phantom có thể khai thác được thì bước vào các pha giao tranh tổng họ có đủ những cơ sở để có thể giao tranh ngang phe với đối phương. Nếu tập trung rất đông các thành viên bên phía Phantom ra khu vực giữa để đẩy, và họ đã chiếm được rất nhiều tầm nhìn quanh khu vực hang dầu nguyên tố thứ ba của ván đấu này. Ván thi đấu này sẽ là một map đấu lửa, và khu vực tối tầm nhìn như vậy sẽ khiến đội phía W di chuyển ra và sẽ có thể bị bắt lẻ quả cầu sâm. 1/4 cây máu ngay lập tức mất đi đến cho Eo sau quả cầu sâm vừa rồi đến từ Nuguri. Eo không hề có khả năng hút máu lại, anh ta có một chút xíu hút máu đến từ có lẽ là cái bả áp đảo của anh ta mà thôi, nhưng khả năng hồi phục không phải là tốt lắm, cho nên là những tình huống cầu máu của Nuguri vẫn đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Missing mất quá nhiều máu, anh ta đã phải sử dụng cái hồi máu của xạ thủ cũng như là hack kim thuật để tạo thêm giáp, nhưng vẫn là một lượng máu mất đi cực kỳ đáng kể đến từ người chơi mở giao tranh đến của các thành viên W. Bây sang lao thẳng vào anh ta, kích hoạt cho mình đó là bán người thương, mục tiêu được chọn đó là Kim, anh ta có cái con đường tăm tối để rút về Brick. Lao vào với cú xoáy nhưng không có nhiều giá trị lợi dụng. Chiêu cuối quá đau đến từ vị trí Edolic, và anh ta đã được xả sát thương thoải mái. Đâm chiêu dành cho Edolic, và đó là tan vỡ hoàn toàn dành cho WE. Quét sạch mà không mất bất kỳ một ai. Đó là phần của Phoenix, họ sẽ có tất cả những gì họ muốn trong pha này. Họ sẽ có trụ một đường giữa đối phương, họ sẽ có con Baron ở trên người cả năm thành viên, và họ cũng sẽ có luôn con rồng nguyên tố thứ ba của bản đấu này. Khả năng giao tranh tổng của Phoenix đúng là tầm thế giới rồi. Họ giao tranh tổng với đối phương chỉ ở tư thế hơn khoảng chừng 1-2.000 tiền, nhưng họ quét sạch đối phương và không hề mất bất kỳ một ai. Mặc dù đó đã là một ý tưởng giao tranh không hề tệ đến từ phía của Team Zachary khi họ dùng vòng xoáy không gian của Shang để đưa Ngộ Không của Brick ra tuyến sau của các thành viên Phan Blood Phoenix. Một pha đột nhập tuyến sau rất hiệu quả đến từ Ngộ Không của Brick, nhưng anh ta lại không có sát thương tuyến sau để có thể bồi thêm vào. Một mình Ngộ Không có lẽ sẽ là không đủ, anh ta không đủ xanh để có thể one shot được những chủ lực của đối phương. Ta sẽ cùng nhìn lại một tiếng mở giao tranh. Đầu tiên là một tiếng băng thẳng vào đến từ Bay Sang để giữ chân được Chen lại. Vòng xoáy không gian đưa Brick đột nhập vào tiến sau để tấn công vào Nuguri cũng như là cả đơn vị nữa. Nhưng đó là một tiếng mà anh ta đâm vào quá sâu và lực sát thương của mình ta sẽ là không đủ. Rồi sau đó là một tiếng di chuyển nhấp nhả trong tiếng giao tranh là vô cùng khó chịu đến từ Phan Blood Phoenix. Họ có được cú quét sạch, họ không mất bất kỳ ai và họ có tất cả những gì mình muốn. Cách biệt bỗng nhiên được đẩy lên một con số mới ở thời điểm phút 24 này. Con số 7.000 tiền. Những chiêu được sử dụng một cách rất rời rạc đến từ các thành viên của WE. Đầu tiên là Bayshan cùng với Missing lựa chọn vào vị trí của Tian, sau đó là đến lượt U Công của Brick lại lao vào tuyến sau của các thành viên Phan Quân Phoenix. Trong cái bối cảnh đó là sai người cầm sát thư chính họ chưa thể nào di chuyển ra được, anh ta chỉ có thể đưa những người đồng đội của mình vào với vòng xoáy không gian mà thôi, còn bản thân ta không dám bước vào cái vòng xoáy không gian đó, nên đã mất một khoảng thời gian bộ khá dài để có thể tiếp cận được với giao tranh. Và có lẽ cái quyết định mà hợp lý nhất dành cho W ở trong thời điểm đó là bỏ đi con rồng nguyên tố và cố gắng set up cho những tình huống giao tranh sau thì nó sẽ là hợp lý hơn, thay vì việc cố gắng tấn công vào người đối phương như vậy. Người giữ chân lại, anh ta bấm đồng hồ và cố gắng chạm vào cái lồng đèn của những người đồng đội của Chris, nhưng có tới hai con mắt kiểm soát được cắm ra để ngăn cái nỗ lực bấm lồng đèn đến từ Edolic, và anh ta đã phải nằm lại. Điều đó sẽ khiến cho cái tốc độ đẩy của bù lại Baron của bên phía Phantom Phoenix bị chậm lại một chút xíu, nhưng dẫu sao họ cũng đã có được trước đó là cái trụ hai đối phương vùng đường giữa rồi, vẫn chưa muốn dừng lại. Đến từ Phantom Phoenix họ vẫn còn khả năng cầu máu tầm xa đến từ Nuguri và không còn cách để có thể ép giao tranh nữa khi mà chiêu cuối Missing cùng với đó là El đã mất đi rồi. Lại là một vòng xoáy không gian đưa vị trí của Brick đến và anh ta chọn được mục tiêu, đó chính là Donny. Người không còn tốc biến nữa, nhưng một mình Brick có liệu có sát thương có đủ hay không, anh ta đã đủ sát thương rồi.
Một pha phản công lần này thì xuất sắc hơn rất nhiều. Xuất phát là một tiếng sai lầm đến từ xạ thủ của Phan Phát Ních khi anh ta bị nằm xuống tại khu vực giữa. Có Baron mặc dù xuất sắc thật đấy nhưng nó chưa tận dụng một cách tối đa. Và Baron Power Play chỉ còn lại con số vỏn vẹn 600 tiền dành cho các thành viên bên phía của Phan Phát Ních. Rõ ràng W luôn có những tình huống rất xuất sắc để giúp họ có thể trở lại ván đấu. Nhưng cả 3 game đấu thì đều là những tình huống trở lại nhưng không đủ những lợi thế, và trong game đấu thứ 3 này họ có đủ xuất sắc để có thể trở lại thực sự hay không. Chúng ta cũng nhìn lại một tình huống mở giao tranh bằng một cú vòng xoáy không gian ra phía sau với người được chọn lại là Bridge. Và anh ta thể hiện được cái khả năng càn lướt với ngộ không đã có trang bị. Không còn Aphelios của Edabix, khả năng giao tranh tổng của Phantom bị giảm đi rất đáng kể. Và họ lại mất thêm tương đối nhiều những mạng gục, trong đó khi những mạng shutdown của anh chàng đơn vị dành cho bên phía của WE. Chênh lệch tiền vẫn còn nhưng nó bị giảm đi một con số nho nhỏ. Và để xem bên phía của Phantom thì rằng có kịp tỉnh ngộ sau những sai lầm như vừa rồi hay không. Phần Phoenix khá tham trong việc lấy trụ hai đối phương, mặc dù họ lấy được trụ hai nhưng cái ra phải trả đó là hai điểm gục, tính là 3 nếu như cộng thêm với cả điểm gục mà Edabix phải bỏ lại trước đó. Dobby cũng có một pha thi đấu mà anh ta cố gắng đổi mạng với Shanh, nhưng Shanh cũng đã outplay nhẹ Dobby, Nuguri với cái đồng hồ Kazonia của mình. Và chính bản thân Nuguri mới là người phải nằm xuống trước lượng sát thương rất khổng lồ đến từ con bài Rai. Một bước lùi nho nhỏ dành cho Phan Phoenix, nhưng dẫu sao con Baron nó vẫn là dương tiền, mặc dù dương không nhiều lắm nhưng con Baron này giúp cho họ lấy về được những cái công trình toàn bộ ra trụ ngoài của AW đã mất đi. Và bản đồ sẽ mở ra là cực kỳ thoáng, Xanh tiến lên quá cao ở khu đường trên và anh ta bị dính một tình huống phản công đến từ Thiên, và đó là màn gục dành cho Thiên luôn. Sự tự tin đến từ Xanh với một con Rai có tới 8 mã hạ gục là có, nhưng rõ ràng đó là một pha mà Nuguri cũng đã trừng phạt. Thì cũng đứng cao đến từ Xanh bằng một pha dồn sát thương quá nhanh tay và mớ mạng tốt dành cho con Diego đang cực kỳ khỏe này. À, đó là những sai lầm đến từ phía W ở dạng giữa trận nữa. Họ vừa có lại một chút lợi thế thì họ đã bắt đầu có những dấu hiệu lại quăng nó đi rồi. Và những mã hạ gục như vừa rồi giúp cho bên phía của Fabric tiếp tục kiểm soát tốt đường lính hai bên cánh. Họ sử dụng dịch chuyển đến từ đơn đi xuống khu vực cánh dưới để có thể tiếp tục thể hiện cái khả năng kiểm soát đường cánh của mình và hướng đến con rồng nguyên tố tiếp theo. Sẽ lại là một cái cớ để hai bên giao tranh. Lượng tiền chênh lệch bây giờ là con số 6.000 dành cho các thành viên Phantom Phoenix, nhưng như đã nói, đội hình của AW là một đội hình mà có khả năng bù được cái lượng sát thương, bù được cái lượng tiền chênh lệch tương đối tốt với những con tướng như là Ukong hay là Sun Zhao, Rai, nhưng lượng sát thương phía sau họ đang là hơi hạn chế. Xanh cần phải có một cái khoảng cách đủ để có thể trồng thêm lượng sát thương vào trong những tình huống gom người đến từ Rell hay là tình huống hất tung lây đến từ Grid, chứ không thể là tạo thành dễ dàng như những pha thi đấu trước đó được. Rồi là cả Elf nữa, anh ta cũng đã có 3 món trang bị. Mặc dù đây không phải là con Virus quá xanh, nhưng lượng sát thương đầu ra của nó là vẫn tương đối ổn. Điểm qua lại trang bị bên phía bên kia, đã có đồng hồ cát trên người của Dobby rồi. Và anh ta đang hướng tới một cái sách trồn mềm dai, mặc dù mới chỉ là 2 số mà thôi. Con đường học vấn vẫn còn đang là tương đối trông gai cho Dobby. Con rồng được bỏ đến các thành viên của Dobby để lấy về công trình của khu cửa tre vào đầu, đó là một cái trụ 1 được vị trí của Blitz lấy đi. Hai con rồng lửa cộng với cách biệt 6.000 tiền, nó sẽ dẫn đến một bối cảnh là những tình huống giao tranh diễn ra thì W có thể sẽ phải đối mặt cùng với sự thua thiệt trông thấy về mặt sát thương so với các thành viên bên phía của Phạm Blood Phoenix. Họ chấp nhận việc buông bỏ những mục tiêu mềm như vừa rồi là hợp lý thôi. Tôi nghĩ rằng việc giao tranh ở thời điểm này sẽ là tương đối khó. Họ có một con Rise đang khá khỏe với 4 món trang bị, nhưng nãy giờ chúng ta thấy rằng cái khả năng đứng để trưởng cho những pha giao tranh đến từ Rise nó không phải là quá nhiel. Khi mà lượng sát thương trả lại đến từ Aphelios và Orianna có phần tốt hơn, thì cái tầm hoạt động từ những vị tướng đó có phải là dài hơn so với con Rai này khá là nhiều. Và hiện tại thì Shine đang để lẻ khu đường dưới với thêm một con ngộ không di chuyển ra phía sau để có thể cover nữa. Nhưng rõ ràng là Fanplus không có nhiều lý do để đẩy tại khu đường dưới nữa. Họ không còn rồng để có thể kiểm soát khu cánh dưới. Họ hướng đến cánh trên và đánh xoay quanh con Baron này với dạng súng hiện tại của Edric đang là súng huyết tinh và thang hoa lân nữa. Tốc độ ăn sẽ là khá nhanh. Bây Sang sẽ phải là người giữ lại hy vọng. Fanplus có lời giải nào cho con không? Họ có một tình huống ăn Baron rất nhanh và khiến cho Bay Sang không xuống kịp. Và đây sẽ là tình huống missing sẽ đi theo con Baron này mà thôi. Đứng dưới là khoảng trống. Tốc độ phá trụ đến từ Rise không phải là quá nhanh. Vừa rồi thì anh ta chỉ ăn được trụ 3 không đứng dưới. Và để rồi họ mất một con Baron và mất thêm một mạng gục nữa. Lại là một tình huống Rush Baron với thăng hoa luân của Edric. W trông chờ toàn bộ mọi hy vọng họ vào một tình huống cướp Baron đến từ Bay Sang. Nhưng với việc là Bay Sang không có đủ tầm nhìn, nên ta có một chút xíu tầm nhìn đến từ việc dùng phong lôi thương chúng, nhưng tốc độ ăn và tốc độ dồn sát thương đến từ vị trí của Phantom Phoenix là quá nhanh chóng, kể cả cho khi ăn có một pha trừng phạt
không phải gọi là quá mắc binh khi cú trừng phạt đó còn 5 máu nhưng với lượng sát thương cực kỳ nhanh chóng thì Elderic đã giữ lại được con Baron dành cho bên phía của Phantom Phoenix và họ lại còn có thêm một phần quà khuyến mãi nữa, đó là mạng của Missing. Và việc đánh đổi con Baron nó chỉ giúp cho bên phía của Elderic đem về một cái trụ ba ở khu đứng dưới mà thôi. Nhưng với con Baron này thì cái áp lực lính ở bên cánh sẽ là không hề có dành cho Phantom Phoenix. Bây giờ mới là lúc để họ áp đặt lại cái thế trận về khả năng đẩy đường với bù lại Baron trên người khả năng thành viên Dolby đang đẩy khu đường dưới, và trong khi đó bốn người còn lại đang đi chung với nhau ở khu đường giữa. Với bù lại Baron thì khả năng cầu máu đến từ Noguri sẽ là cực kỳ đáng chú ý. Wow, chúng ta vừa được theo dõi Dolby phá được một con mắt ở phía sau các thành viên bên phía Phantom Phoenix. Người đang bị bắt lại là Chris. Chris mất máu rất nhiều sau tình huống sợ sinh tội lỗi đến từ Virus của Elf, và anh ta ăn thêm một cú mũi tên xuyên phá và chỉ còn lại khoảng chừng hơn 60 máu mà thôi. Vừa rồi thì Chris đã bị cấu rỉa, nhưng với thời gian bấm B về đến từ Blood Baron thì anh ta có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng vừa rồi đó là một tiếng rất tinh ý đến từ Dolby, anh ta phá thành công một con mắt cắm ra. Breeze là người cắm lại con mắt đó để anh ta tạo ra những cú dịch chuyển nguy hiểm. Trong những tình huống đối phương đang sử dụng Baron và con mắt đó phát huy tác dụng thì bên phía của Phantom hoàn toàn có thể bị đánh úp. Và đó thực sự là một phút thi đấu tỉnh táo đến từ Dolby. Mặc dù có thể con mắt đó chưa chắc đã mang lại những cái tình huống thắng dành cho bên phía W, nhưng nó cũng có thể là một trong số những phương án tạo đột biến đến từ con ngỗ không của Breeze trong một bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn đến như vậy của các thành viên W. Và sự tỉnh táo đó đến từ Dolby. Ui, nhưng Shank thì sao? Shank thì có vẻ không tỉnh táo lắm, anh ta đang di chuyển đi đâu thế này? Anh ta tung vòng xoáy không gian và bấm đồng hồ. Không làm được combo đó nữa đâu bạn ơi. Và đó là Shank lên bàn đếm số trong tiếng paycheck cực kỳ là đáng trách đến từ anh ta. Không có nhiều lý do để paycheck trong cái bối cảnh đó là rồng còn tới 1 phút rưỡi nữa mới ra, nhưng anh ta di chuyển một cái vùng mà hoàn toàn tối đen như mực. Và bây giờ thì bù lại Baron vẫn còn đang tồn tại trên người của các thành viên Phantom Phoenix. Ít nhất là 20 giây nữa họ đang muốn tràn vào và lấy đi được một khu vực đứng giữa. Chiêu cuối tung ra chỉ để ăn cóc đến từ Adalic mà thôi, nhưng nó vẫn có được cái tác dụng đó là đẩy lý thành viên W về. Và đây sẽ là cửa ở khu vực đứng giữa dành cho thành viên của Phantom Phoenix. Thậm chí là họ đang muốn lao lên với sự có mặt của Thiên. Người bị dễ án tử đó là bay sang, anh ta ngay lập tức phải mất đi cho mình đó là chiêu cuối bán nguyệt thương. Vẫn đang tiếp tục là lao lên rất tự tin đến từ Thiên. Án tử suýt chút nữa nó trúng vào vị trí của Breeze, nhưng Breeze là một người vẫn còn đó giáp thiên thần. Noguri bị kẹt lại sau một tình huống chói lan thì phải đến từ chiêu cuối của Virus. Tôi nghĩ rằng đó là một tình huống mà Chris đã hơi an toàn, và Elric cũng đã không có một tình huống giao tiếp tốt với các thành viên bên phía của Phantom Phoenix. Đó là một sợi xích đưa ra đến từ Virus của Elf, và tôi thấy rằng Elric đã thanh tẩy. Và Chris cũng đã dùng luôn cả cái hòm bảo hộ Mikael rồi. Chuông bảo hộ Mikael của Chris đã dùng lên người của Elric, tôi nhìn không nhầm là như vậy. Xanh đi đâu này? Và điều đó khiến cho Noguri là người gặp nạn trong pha mà anh ta bị giữ chân lại bởi sợi xích lan ra đến từ Virus của Elf. Mất đi một mạng cũng tương đối đáng tiếc dành cho bên phía của đối phương. Phạm Club vẫn đang có những lợi thế mà họ có. Họ vừa mất cái ánh sáng dẫn lối không đi vào đâu đến từ Elric cả. Họ vừa mất thêm một cú lệnh sóng âm trước đó mà Dolby chỉ dùng vào lính mà thôi. Nhưng họ vẫn có được một đường lính siêu cấp và rút ra. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tình huống sợi xích mất cả thanh tẩy lẫn cả cái hòm của Mikael đến từ bên phía của Phạm Club Phoenix. Và đây là tình huống cướp thành công con rồng nguyên tố thứ tư dành cho Phạm Club Phoenix. Rồng nguyên tố thứ năm đã mất rồi, người lính sóng âm ngay lập tức phải lên bảng, đó chính là Bay Shang. Một game đấu mà không những hay mà còn hên. Không những hay mà còn hay đến từ bên phía của Phantom Phoenix nữa. Vòng xoáy không gian để cố gắng rút lui về nhà chính của mình đến từ bên phía W, vì họ đang phải đứng trước một tiếng đẩy rất mạnh mẽ đến từ Phantom Phoenix với linh hồn rồng lửa. Hết rồi. Hết rồi. Con rồng lửa vừa rồi là cái thứ mà các thành viên W bầu víu vào cuối cùng để có thể ngăn cản linh hồn rồng lửa đối phương, nhưng đến con rồng cũng bị cướp đi nữa thì còn gì hy vọng dành cho các thành viên của W nữa đây. Sát thương là quá lớn, cầu sống của giao tốc không trúng. Nếu như nó trúng thì Missing có thể sang công việc và tính mạng. Thành trưởng rất đau nhưng thế là chưa đủ để có thể hạ gục được Thiên. Thêm một cửa nữa đã mất đi, đó là khu vực đường trên của WE sắp sửa có một cái sân bay chuẩn bị được khánh thành, khi mà đường dưới đang là thứ mà Phantom muốn tiến vào. Họ tràn vào khu vực đường giữa với lượng sát thương quá khổng lồ đến từ súng hỏa ngục của Everdolic. Ánh trăng dẫn lối theo dạng hỏa ngục, quá nhiều sát thương nó đẩy lùi được các thành viên của WE về, và không còn một ai để có thể đủ sức phòng ngự nữa, cứ thế tràn vào như chỗ không người. Và đó là Missing với những nỗ lực cuối cùng, người ta Breeze lao vào nhưng ngay lập tức bị dính kiệt sức, và đó là đánh nhà cho anh đến từ vị trí của WE. WE bấm cho mình đồng hồ và những phút cuối cùng để có thể dạo chơi thêm một chút xíu nữa với những các thành viên của WE cũng đã chấm dứt rồi. Chiến thắng 3-0 thuyết phục dành cho các thành viên Phantom Phoenix.
Hành trình kỳ diệu của các thành viên team W đã chấm dứt rồi. Tình huống giao tranh cuối cùng thì chỉ có một mình Eric chết mà thôi. Bốn thành viên còn lại đều sống cả. Rất là bất ngờ. Tại sao Eric lại có thể lên bảng điểm số trong một tình huống giao tranh nó lại chênh lệch đến như vậy? Rất tội nghiệp dành cho Eric. Nhưng không sao cả, đồng đội của anh ta đã làm phần việc còn lại là phá hủy nhà chính và giành chiến thắng với tỷ số áp đảo 3-0. Một hành trình rất dài của W ở tại playoff đã bị ngắt chút thắng. Họ vẫn còn một cơ hội, họ vẫn còn một cơ hội cuối cùng của mình ở tại trận chung kết đánh thua sẽ diễn ra vào ngày mai gặp các thành viên bên phía của EDG. Nhưng cái miracle run của họ, cái chuỗi trận thắng dài của họ đã bị dừng lại và thậm chí đó là một trận thua với tỷ số là 0-3. FunPlus đang dập tắt hoàn toàn những cái chiến thắng liên tục đến từ những đội tuyển như Li-Ning hay kể cả là W cho ngày thi đấu này, và họ bước chân vào trận chung kết với một lời thách thức lớn dành cho bất kỳ đội tuyển nào sẽ bước chân vào trận chung kết này sẽ là một trong hai cái tên. Kể cả W hay EDG, tôi nghĩ rằng đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt cùng với một FunPlus phong độ cao đến như vậy. Một ngày thi đấu mà chúng ta thấy rằng sự chênh lệch đến từ cả hai đội tuyển là rất rõ ràng. Đúng là như vậy, xét về vai vế rồi là phong độ thì FunPlus Phoenix hoàn toàn nhỉnh hơn so với hai cái đại diện còn lại, đó là Edgewood Gaming và WE. Thì ngày mai chúng ta sẽ có trận đấu ở nhánh thua để chọn ra cái tên sẽ góp mặt chung với FunPlus ở trong trận chung kết tổng. Nhưng đó là câu chuyện ngày mai, đây cũng là một cặp tái đấu nha. Điều đáng nói đến một cặp tái đấu. Lần trước thì WE đã có được chiến thắng 3-2 cực kỳ nghẹt thở trước EDG, nhưng ở trong lần gặp lại nhau lần này, EDG chắc chắn sẽ muốn báo trả thù. Trận đấu đó sẽ diễn ra vào hôm Chủ nhật. Xin đính chính lại là không phải ngày mai, nãy tôi cũng có nhầm. Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ và chuẩn bị cho một ngày Chủ nhật thật sự căng thẳng. Một cuộc tái đấu, trước đó thì WE đã có được chiến thắng 3-2 trước các thành viên phía EDG. Nhưng họ sẽ phải có một cuộc đụng độ lẫn nhau để có thể phân định ra đội tuyển nào sẽ là cái tên cuối cùng bước chân vào trận chung kết gặp FunPlus Phoenix. Đó sẽ là diễn biến vào ngày thi đấu tiếp theo của LPL. Và ngày hôm nay thì xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho LPL. Và hẹn gặp lại các bạn vào hôm Chủ nhật vào lúc khung giờ quen thuộc 16 giờ.